Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề Bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết. Bài viết của tác giả Đạo Minh. Thuận theo tiến trình chính pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn, trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tầng vũ trụ khác nhau, tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi, bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất. Này xin viết ra để quý vị cùng tham khảo. Phần 5. Tam giác Bermuda, cánh cửa thời không. Bán đảo Florida hợp với đảo Puerto Rico thuộc vùng biển Caribe và quần đảo Bermuda tạo thành một vùng biển tưởng tượng gọi là khu vực tam giác Bermuda. Hơn 100 năm trước, vô số tàu thuyền và phi cơ đã bị mất tích bí ẩn ở khu vực này. Một con tàu ma không người lái thoát ẩn thoát hiện, sóng vô tuyến bị mất tín hiệu, kim la bàn không ngừng quay tròn. Vùng biển này khiến con người hiện đại vô cùng nghi hoặc và khó hiểu. Mỗi năm có hàng ngàn người bỏ mạng nơi đây. Xung quanh những câu chuyện ly kỳ xảy ra ở tam giác Bermuda, các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng đưa ra rất nhiều suy luận và giả định. Tuy nhiên, đối với người tu luyện, những suy đoán và giả định của khoa học hiện đại chỉ như người mù sờ voi. Không thể nào tìm hiểu tường tận được nguyên nhân thực sự đằng sau những câu chuyện ly kỳ này. Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện, nguyên nhân các con tàu và phi cơ mất tích bí ẩn ở vùng biển Bermuda là do trường không gian ở đó có những cánh cửa thời không được mở vào những thời điểm khác nhau. Những cánh cửa thời không này hình thành vào hàng triệu năm trước, khi các hành tinh va chạm vào trái đất. Những cú va chạm cực lớn tạo thành những đường đứt gãy trên bản khối đại lục của trái đất. Những vụ nổ lớn như vụ nổ hạt nhân liên tục tạo nên những tổn thương khó vãn hồi cho không gian của chúng ta, đồng thời phá hoại cực lớn cho các tầng lạp tử đối ứng với trái đất ở các không gian khác. Các vụ nổ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các không gian này, gây nên những biến đổi lớn lao, long trời lở đất. Những lạp tử cấu thành nên vật chất và thời gian của nhân loại, và những lạp tử ở không gian khác đã sinh ra lực cộng hưởng làm tiêu trừ sự sai lệch về vật chất giữa hai thời không. Từ đó hình thành nên cánh cửa thời không. Những cánh cửa thời không vốn dĩ có thể đóng lại, nhưng vì một lý do nào đó, các sinh mệnh cao cấp đã không đóng nó lại. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tôi chưa thích hợp để nói rõ nguyên nhân cụ thể. Hàng triệu năm nay vẫn luôn có những sinh mệnh cao tầng canh giữ cánh cửa thời không, không cho phép những sinh mệnh ở các không gian khác nhau tùy ý ra vào. Sở dĩ có các hiện tượng kỳ dị xuất hiện là vì có nguyên nhân lịch sử thâm sâu. Còn có hai cách khác để mở cánh cửa thời không. Một là bản thân tiểu vũ trụ chính là một thể sinh mệnh. Các không gian đối ứng với vũ trụ đều có quan hệ với nó. Sự biến đổi và vận động của vật chất trong tiểu vũ trụ có thể hình thành nên cánh cửa thời không. Hai là các sinh mệnh cao tầng trong các không gian khác nhau của vũ trụ đều có khả năng mở cánh cửa thời không. Không chỉ cánh cửa thời không là nguyên nhân gây ra những hiện tượng mất tích bí ẩn tại vùng biển Bermuda, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là người ngoài hành tinh. Từ thời tiền sử, nơi đây đã có người ngoài hành tinh cư ngụ. Trong lòng biển sâu tối tăm có một khu vực cho người ngoài hành tinh xây dựng. Khu vực rộng lớn này kéo dài trong phạm vi gần 100 km dưới đáy biển. Họ còn cải tạo những kim tự tháp từ thời tiền sử bị chìm sâu dưới đáy biển để sử dụng. Những người ngoài hành tinh này đến từ thiên hà Thiên Nga xa xôi. Họ là những sinh mệnh có trí tuệ cao cấp ở đó. Họ cao khoảng 1,5 m, da màu trắng xám, đôi mắt đen không có lòng trắng và mái tóc có màu trắng xám. Con đường phát triển khoa học kỹ thuật của họ vô cùng độc đáo theo mô hình sinh vật.
hoàn toàn không giống với con đường phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại chúng ta. Do hành tinh mà họ sinh sống sắp sửa bị giải thể trong chính pháp vũ trụ, những người ngoài hành tinh này không có nơi nào để đi, nên họ lựa chọn đến trái đất để lánh nạn. Họ tìm hiểu được rằng vùng biển Bermuda là một khu vực không giống những nơi khác, bởi vì khu vực này nằm ở 30 độ vĩ Bắc. Ở đó có một vành đai năng lượng quan trọng, giúp cho trái đất tự chuyển động, lại thêm trường năng lượng thời không rất mạnh ở Bermuda. Nơi này rõ ràng là rất đặc biệt. Trường năng lượng này có thể cung cấp đủ nguồn năng lượng cho người ngoài hành tinh, giúp họ giải quyết vấn đề nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho vùng đất của họ. Người ngoài hành tinh coi đây là lãnh địa của họ. Bất cứ sinh mệnh nào tự tiện xông vào vùng biển hoặc bầu trời ở đây đều đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt. Trong rất nhiều trường hợp bị mất tích ở đây, có một phần không nhỏ là do bàn tay của người ngoài hành tinh gây nên. Sau đây tôi kể ra một vài trường hợp điển hình nhằm tiết lộ sự thật phía sau. Năm 1945, năm chiếc phi cơ oanh tạc của Mỹ đã mất tích bí ẩn khi bay qua vùng biển Bermuda. Sự việc này khiến cả thế giới chấn động. Nước Mỹ đã phái hơn 300 phi cơ và 4 tàu chiến hạm đi tìm kiếm. Họ đã mất 4.100 giờ tìm kiếm trong một khu vực rộng 950.000 km2. Vậy mà vẫn không tìm thấy gì. Trong vài giờ ngắn ngủi, 5 chiếc phi cơ cùng 27 phi hành viên thuộc phi đội 19 đã bốc hơi không dấu vết. Tuy nhiên, vào những năm 80 của thế kỷ trước, lại có thêm phát hiện mới về sự kiện này. 5 chiếc phi cơ lần lượt được phát hiện tại hai nơi khác nhau. Năm 1987, nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Liên Xô, tiến sĩ Markev, đã nhận được hình ảnh radar vệ tinh do máy thăm dò hành tinh gửi về. Trên miệng núi lửa trên mặt trăng có một chiếc phi cơ oanh tạc của Mỹ từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai. Xem ký hiệu trên thân phi cơ thì chính là một trong 5 chiếc phi cơ thuộc phi đội 19. Đúng lúc hai quốc gia Mỹ và Liên Xô muốn nghiên cứu kỹ hơn thì chiếc phi cơ này lại biến mất. Mấy năm sau, năm 1996, một nhà khoa học người Mỹ, tiến sĩ Kelutin, bằng kính viễn vọng thiên văn máy tính đã phát hiện trong không trung mấy nghìn mét trên sao Hỏa có 4 chiếc phi cơ oanh tạc của Mỹ trong Thế chiến thứ hai đang bay với tốc độ 40.000 km/h. 4 chiếc phi cơ này chính là những chiếc phi cơ thuộc phi đội 19 bị mất tích. Vậy ai đã gây nên vụ mất tích suốt nửa thế kỷ này? Tôi thấy rằng chính những người ngoài hành tinh thuộc thiên hà Thiên Nga sống tại vùng biển Bermuda đã gây ra sự việc này. Ngày hôm đó, tàu phi hành của người ngoài hành tinh tàng hình tiến vào giữa các phi cơ oanh tạc đang bay trên địa phận Bermuda. Họ khống chế tư tưởng của các phi hành viên, rồi đưa phi cơ lên một chiếc đĩa bay khổng lồ. Trong đĩa bay phóng ra một luồng sáng và 5 chiếc phi cơ trong phút chốc bị hút vào trong đĩa bay. Đĩa bay lặn xuống đáy biển, các phi hành viên trong phi cơ bị đưa đến vùng đất của người ngoài hành tinh. Lúc đó, các phi hành viên nhìn thấy một thế giới xa lạ, với những người ngoài hành tinh hình dạng kỳ dị. Trong lòng họ tràn đầy sự sợ hãi. Mặc dù ý thức vẫn thanh tỉnh, nhưng thân thể họ lại rơi vào trạng thái tê liệt. Tứ chi không thể cử động được. Trong số 27 phi hành viên, có 5 người bị giữ lại dưới đáy biển để làm các loại thí nghiệm thân thể. Trong số 5 người này, người sống lâu nhất được 13 năm. Những người còn lại bị người ngoài hành tinh dùng năng lượng trong nháy mắt vật chất hóa, thân thể bị biến thành dạng phân tử. Người ngoài hành tinh phóng ra một chùm năng lượng giống như con đường vận chuyển trong không gian khác. Một chiếc phi cơ được đưa lên vùng đất phía sâu trên mặt trăng. 4 chiếc phi cơ còn lại bị đưa đến sao Hỏa. Ở độ sâu 1.500m đến 4.000m, dưới lòng đất trên sao Hỏa có một khu vực rộng lớn, cũng do người ngoài hành tinh thuộc thiên hà Thiên Nga xây dựng. Dưới lòng sao Hỏa có hồ nước chứa muối kiềm. Người ngoài hành tinh lấy nước trong hồ tinh lọc thành nước uống để sử dụng. Năm đó, thứ mà tiến sĩ Kelutin nhìn thấy chính là thí nghiệm của người ngoài hành tinh. Họ dùng năng lượng làm biến đổi kết cấu và vật liệu của chiếc phi cơ. Sau đó làm thí nghiệm gia tốc để kiểm tra xem nếu dùng kỹ thuật của người ngoài hành tinh
kết hợp với vật liệu của người trái đất rồi tăng tốc cho phi cơ để nó tiến nhập vào không gian khác, thì nó có thể bị tiêu hủy không? Hiển nhiên là thí nghiệm này không thể thành công. Vật chất phân tử tại không gian người thường khi tiến nhập vào không gian vi quan hơn, nếu không có năng lượng cực đại thì sẽ bị tiêu hủy trong phút chốc. Thuận theo tiến trình chính pháp, những người ngoài hành tinh sống trên sao hỏa đã phát hiện rằng những nhân tố vật chất trên sao hỏa rất không ổn định. Nó cũng sắp bị giải thể. Chỉ có môi trường kết cấu của trái đất là ổn định nhất. Do vậy, họ đã lũ lượt rời khỏi sao hỏa quay trở về trái đất. Đến nay, vùng đất mà người ngoài hành tinh xây dựng trên sao hỏa đã bị bỏ hoang, trở thành một đống hoang tàn, đổ nát. Phía sau mặt trăng cũng có người ngoài hành tinh cư ngụ. Lúc nhiều nhất có hơn 100 sinh vật ngoài hành tinh. Đến nay chỉ còn lại 2 người ngoài hành tinh sống trên đó. Họ không có cơ hội sống sót. Tháng 9 năm 1931, một chiếc tàu săn bắt cá voi của Canada mang nhãn hiệu Baychimo vận chuyển hàng hóa da và lông thú trị giá hàng triệu đô la lên đên trên biển mười mấy ngày. Khi sắp đến đảo Wanfry ở gần Alaska thì gặp một trận bão tuyết dữ dội. Chiếc tàu bị mắc kẹt trên mặt băng không thể di chuyển được. Trong vòng một tuần, chiếc tàu này đã biến mất 2 lần. Trong 15 năm sau đó, con tàu Baychimo thỉnh thoảng lại xuất hiện, cứ như một con tàu ma phiêu dạt trên biển. Nhưng mấy chục năm nay thì không ai nhìn thấy con tàu đó nữa. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi trông thấy con tàu này đã bị chìm dưới đáy biển Bắc Băng Dương vào năm 1944. Thân tàu cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Còn con tàu phiêu dạt trên biển suốt nhiều năm, thực ra là do một nhóm vong hồn âm thầm thao túng. Những vong hồn này từng là các thuyền viên của một con tàu săn tìm báu vật của Tây Ban Nha. Khi còn hoạt động trên biển, những thuyền viên trên con tàu này đã từng làm rất nhiều chuyện ác như đốt nhà, giết người, cướp của trên các đảo tại vùng biển Nam Thái Bình Dương. Điều này khiến cho thầy phù thủy của thổ dân trên đảo tức giận. Tất cả những kẻ gây ra tội ác đều bị thầy phù thủy dùng pháp thuật hắc ám áp lên lời nguyền nặng nề nhất rằng tất cả thuyền viên trên con tàu này đều phải chết. Sau đó một trận dịch bệnh đột nhiên ập đến và cướp đi sinh mệnh của họ. Do chịu lời nguyền, những người này sau khi chết đi không thể chuyển sinh. Họ trở thành những cô hồn dạ quỷ. Những vong hồn này bị mất phương hướng trên biển cả mênh mông trong một không gian khác. Họ muốn tìm một con tàu có thể đưa họ trở về quê hương. Vừa hay trên con tàu Baychimo, có một vật dụng mà họ đã từng sử dụng. Đó là một chiếc la bàn. Tìm được tín vật này, các vong hồn đã xâm chiếm con tàu săn bắt cá voi Baychimo. Con tàu bị điều khiển bởi các vong hồn này đã qua lại thời không ở vùng biển Bermuda suốt mười mấy năm. Do các vong hồn chỉ nhìn thấy hình ảnh đối ứng ở không gian khác, cho nên dù họ có lái tàu đi khắp nơi cũng không thể tìm được đường trở về Tây Ban Nha. Con tàu Baychimo mà người ta nhìn thấy trên biển chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó từ không gian khác đến đây mà thôi. Con tàu ma này phiêu bạt khắp nơi, không những can nhiễu đến xã hội người thường, mà còn phá hoại trật tự cân bằng trên biển. Do vậy, thần biển cai quản vùng biển ở phương Tây đã dùng pháp lực vĩ đại lưu đày những vong hồn này vĩnh viễn trên một hòn đảo ở Bắc Băng Dương. Còn con tàu Baychimo thì vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển Bắc Băng Dương. Mỗi năm ở Bermuda có hàng ngàn người thiệt mạng, nhưng cũng có một số người sống sót trở về. Sau đây tôi xin kể về một trường hợp hồi sinh từ cõi chết. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 2 năm 1989. Một con tàu đánh cá của Panama đang hoạt động tại vùng biển cách khu vực Bermuda 75 dặm về phía nam, thì phát hiện một tấm vải màu trắng trôi nổi trên mặt biển. Kéo lên thì đột nhiên phát hiện bên trong có một người còn sống. Người này tên là Michael Vilstock. Những giấy tờ tùy thân của anh ấy cho thấy anh ấy đã chết vì ung thư vào năm 1926. Bản thân anh cũng không nhớ nổi quá trình hồi phục của mình. Người này đã di cư đến Bermuda vào năm 1918. Năm 1923, bị bệnh ung thư, anh ta qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 1926. Vợ con anh làm theo di nguyện của anh, đưa anh đi hải táng. Sự việc đã trôi qua 63 năm, đột nhiên anh lại sống lại.
rốt cuộc đây là chuyện gì? Nguyên nhân thực sự nằm ngoài dự liệu của con người. Tôi trông thấy nhục thân của người chết này bị một con thằn lằn biển đã tu hành suốt mấy trăm năm thành tinh nhập vào. Nó chiếm hữu thân thể này. Đúng lúc gặp cánh cửa thời không trên biển mở ra, nhục thân này quanh quẩn trong đường hầm thời không suốt 7 ngày. Khi trở về không gian người thường, do thời không nhanh chậm khác nhau, trên thế giới đã trôi qua 63 năm rồi. Lúc sinh mệnh này tỉnh lại thì không còn bất cứ ký ức nào trước đây nữa. Như một người mất trí nhớ vậy, thân thể còn tồn tại nhưng bên trong lại là một linh hồn khác. Trên thế giới còn có rất nhiều khu vực bí ẩn như Bermuda, nổi tiếng nhất trong số đó là vùng tam giác Ma Hải Long. Từ khu vực Bermuda thuộc Đại Tây Dương, men theo kinh tuyến xuyên qua lục địa châu Mỹ và Thái Bình Dương, cũng có một tam giác quỷ thuộc Tây Thái Bình Dương gọi là tam giác Ma Hải Long. Tam giác này nằm giữa Nhật Bản và đảo Mariana, thuộc khu vực núi lửa hoạt động. Tam giác này nằm ở 30 độ vĩ Bắc, dưới đáy biển có một rãnh rất sâu. Ở đây cũng có tồn tại cánh cửa thời không. Rất nhiều vụ mất tích ly kỳ xảy ra ở đây mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Ngày 18 tháng 9 năm 1952, một con tàu nghiên cứu khảo sát của Nhật Bản có tên là Hải Dương Ngũ Hoàng đã mất tích không dấu vết tại tam giác Ma Hải Long. Trong quá trình tìm kiếm, người ta không thấy một mảnh vỡ nào của con tàu hay một thi thể thuyền viên nào. Không có vết dầu loang, không phát hiện ra bất cứ manh mối nào về con tàu trên vùng biển này. Vậy thì con tàu này rốt cuộc đã đi đâu? Tôi nhìn thấy con tàu này lúc đó đi vào vùng biển Ma Hải Long. Vừa đúng lúc lớp vỏ trái đất ở dưới đáy biển xuất hiện hiện tượng lạ làm thay đổi trường năng lượng vật chất thời không người thường. Đồng thời liên tiếp cộng hưởng với trường năng lượng của thời không khác. Con tàu Hải Dương Ngũ Hoàng trong phút chốc bị cuốn vào cánh cửa thời không, rồi chui vào trong đường hầm thời không. Khi mật độ vật chất cấu thành ở thời không khác trở nên ngày càng lớn trong không gian này, con tàu từ từ bị ép vỡ vụn. Các thuyền viên trên tàu lúc đầu cảm thấy đầu đau nhức nhối. Mỗi đốt xương và da thịt đều đau đớn vô cùng. Cuối cùng họ mất đi ý thức và bị một sức mạnh tiêu hủy không còn dấu vết. Trong không gian khác đối ứng với không gian này, vùng biển này khắp nơi đều là những mảnh vụn của con tàu và những vết dầu loang trôi nổi trên biển. Vùng biển Ma Hải Long cũng là có những người ngoài hành tinh đến từ thiên hà bò cạp ma cư ngụ. Mục đích của họ đến trái đất khác với những người ngoài hành tinh khác. Họ là những kẻ hiếu chiến và khát máu. Họ muốn xâm lược trái đất, biến trái đất thành thuộc địa của họ. Vụ phi cơ riêng của Tổng thống Philippines bị mất tích chính là do bàn tay của họ. Ngày 19 tháng 3 năm 1957, trên vùng trời Ma Hải Long, chiếc phi cơ này bị một vật thể bay tàn hình của người ngoài hành tinh bắn ra một chùm năng lượng màu xanh. Toàn bộ phi cơ bị bao phủ bởi năng lượng lạp tử mạnh mẽ, từ tầng bề mặt đến tầng nguyên tử, đồng thời bị chùm năng lượng này giải thể thành trạng thái vật chất nguyên thủy. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong 10 giây. Chiếc phi cơ trong phút chốc biến mất không dấu vết trong không gian của chúng ta. Người ngoài hành tinh bò cạp ma còn đưa khái niệm khoa học kỹ thuật của họ thâm nhập một cách hệ thống vào rất nhiều quốc gia trên trái đất. Nhật Bản là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người ngoài hành tinh thường xuyên tàng hình ra vào xã hội Nhật Bản, gây ảnh hưởng đến tư duy của người Nhật Bản. Công nghệ máy tính phát triển nhanh chóng và việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm điện tử tiên tiến tại Nhật Bản, cùng với việc tập trung nghiên cứu lĩnh vực khoa học về gen của con người, đều do người ngoài hành tinh đứng sau điều khiển. Một phim hoạt hình nổi tiếng, Robot Đại Chiến, là do họ thao túng tư duy của con người trái đất để mô tả một loại trạng thái sinh tồn của các sinh mệnh ngoài hành tinh đã từng xuất hiện trong hệ ngân hà. Khoa học kỹ thuật ngày nay của Nhật Bản đang phát triển dựa theo con đường này. Thêm 200 năm nữa, họ có thể chế tạo ra được những người máy có trí huệ cao cấp, sử dụng trong chiến đấu giống như phim Robot Đại Chiến. Trên đây chỉ là một vài ví dụ đưa ra. Hàng triệu năm nay, những sự kiện ly kỳ xảy ra ở vùng biển Bermuda chỉ là một phần của tảng băng chìm. Tại Bermuda, ngoài những lực lượng siêu thường thao túng hết thảy còn có nhân tố con người gây nên.
Họ mượn tính chất thần bí của vùng biển này để tạo ra những tai nạn đường biển, đường không, sự mất tích và tử vong của con người. Lẫn lộn trắng đen, khó mà phân biệt thật giả. Thực ra hết thảy sự việc xảy ra trên đời đều có mối quan hệ nhân duyên. Nhìn thì có vẻ ngẫu nhiên, nhưng lại không hề ngẫu nhiên. Trong suốt mấy chục năm qua, những người ngoài hành tinh ở vùng biển Bermuda và Ma Hải Long thường xuyên quan sát xã hội nhân loại, tìm kiếm con đường đi đến tương lai cho bản thân mình. Khi chịu sự xung kích của chính pháp, họ cũng từng có ý đồ chống lại thiên pháp, nhưng phát hiện hết thảy đều là uổng công. Kết quả của sự phản kháng chỉ có thể bị hủy diệt trong chính pháp. Do vậy họ không dám hành động gì nữa. Giai đoạn này họ đang cố thủ ở Bermuda chờ đợi mọi việc an bài xong. Qua hoàn cảnh của người ngoài hành tinh tại trái đất, tôi nhận thức thanh tịnh một vấn đề. Sở dĩ những người ngoài hành tinh đến trái đất này là vì thiên hà mà họ sinh sống đã bị nổ tung giải thể, hoặc đã được canh tân tiến vào vũ trụ mới, được chính pháp tạo ra. Những người ngoài hành tinh này không được tịnh hóa đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới, nên họ không thể trở về nơi họ đã từng sống. Những cựu sinh mệnh trong vũ trụ không trải qua kiểm nghiệm tịnh hóa thì sẽ làm ô nhiễm vũ trụ mới. Người ngoài hành tinh đã vậy, nhân loại trên trái đất cũng như vậy. Những thăng trầm tại Bermuda đã trải qua hàng triệu năm lịch sử, từ cổ chí kim. Những người trên trái đất đã từng vượt qua cánh cửa thời không kỳ quái ở Bermuda, vẫn trăn trở về kiếp nhân sinh truyền kỳ của họ. Những sự việc đáng kinh ngạc và không thể tưởng tượng được này vẫn luôn là ẩn đố vĩnh hằng của nhân loại trong hiện tại và cả tương lai. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.